Rồi, xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì vườn của em Nhi ha lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống mai ghép giống siêu âm bình lợi với là nhiều ngọc tận ha, hàng già bo già cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy giống lấy bo ghép ha, hoặc là mình dưỡng là mình cho tết năm 2025 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Rồi, không là mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp lô em Nhi nha. Em Nhi chào giới thiệu về giao lưu ạ. Chào em Nhi ha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin lưu cô chú anh chị lô mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào mới mà. Như cái clip hôm nay mã số 1B là một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi. Này có củ đế luôn em ha. Quanh 17. Bo khá là già luôn cô chú anh chị ơi. Cao 80, tấn ngang được 67. Cái này em rẻ cô chú anh chị gần xa mình giá 650 nha. Rồi, mình để thay luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 2B. 2B là một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Cái này tàn quá trời bự luôn cô chú anh chị ha. Cái này đi thêm cơ đọt này nó già và nó bự lắm nha. 17. Nè. Bung tọt đều rang luôn cô chú anh chị ha. Cao 68. Nhà vườn bấm ngọn cô chú anh chị nên là nó bung tọt đều rang nè. Tấn ngang 70. Nè. Cái này em để cô chú anh chị gần xăm mình giá chỉ 700.000 nha. Rồi, mình đợi cây lên em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3B. 3B là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Cái này bo già về mình lấy bo liền cũng ok luôn cô chú anh chị ha. Rồi, có đế nha. Quanh được 17. Rồi. Cao 55, tấn ngang được 67. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình chỉ 500.000 nha. 500. Rồi, đợi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4B. 4B là một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Rồi, này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Quanh 18. Rồi. Cao 60, tấn ngang được 65. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng chỉ 500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 500.000 cây mã số 4B cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi, mã số 5B ha. Một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cũng có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số đi em. Quanh được 19. Cao 53. Tấn ngang 58. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình cùng chỉ 500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6B. 6B là một cây siêu bông bình lợi nữa nha. Rồi. Cái này tàn cũng khiếp cái tàn ha. Bo già. Quanh 21. Cái này nếu cô chú anh chị nào muốn lấy bo liền thì mình mua cao cái này 66. Ha. Hàng bao chuẩn giống bo hành giống cho cô chú anh chị mình 77. Hết nha. Dạ, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 700.000 luôn nha. Rồi, đã cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7B là cái siêu bông bình lợi nữa nha. Rồi. Cái này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Quanh 19. Rồi. Cao 57, tấn ngang được 74. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 550 nha cô chú anh chị. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8B là một cái nhị ngọc toàn nha. Rồi. Cái này không số luôn em ha. Bo cũng khá là già, cái này lấy bo liền ok. Quanh 21. Cây thì đang đi đọt cũng rất là mốt mà cô chú anh chị. Cao 53. Tấn ngang được 75. Rồi, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng chỉ 500.000 cây nhị ngọc toàn nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9B là một cái siêu bông bình lợi. Rồi, cái này có củ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn đi. Quanh là mình được 16. Cây bo khá là già của chú anh chị ha. Cao 55, tán ngang mình được 75. Cái này em để của chú anh chị gần xa mình nè. Giá cái này 500.000 nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 10B. 10B là cây siêu bông bình lợi nha. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip mình giao luôn ngày hôm nay luôn em ha. Dạ. Quanh được 20. Rồi, cây này có tàn ha. Cao 64. Bo khá là già nè của chú anh chị. Nó ngang được 81. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xem mình với 500.000 và cũng là cái clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ trong thời gian qua ở. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, em có hai bạc cho kênh cũng như là em Nhi. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.